Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin an toàn giao thông phát thứ năm hàng tuần trên sóng truyền hình của Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai. Những tin tức về trật tự an toàn giao thông diễn ra tại các địa phương trong tuần qua sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải, đưa đón khách trở về từ vùng dịch. Xem xét, điều tra, truy tố, xử lý nghiêm chủ xe, lái xe cố tình vi phạm. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, lực lượng công an tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tổ chức phân luồng phương tiện phù hợp, tránh ùn tắc. Tại các chốt kiểm soát dịch, tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông nhanh chóng nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ các quy định phòng chống dịch bệnh. Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng giấy nhận diện phương tiện để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải, đưa đón khách trở về từ vùng dịch, xem xét điều tra truy tố xử lý nghiêm chủ xe, lái xe cố tình vi phạm. Tăng cường tuyên truyền đến người dân các quy định tham gia giao thông an toàn gắn với phòng chống dịch COVID-19 chú trọng tuyên truyền các nội dung yêu cầu kiểm tra về phòng chống dịch COVID-19 đối với người tham gia giao thông, tuyên truyền phương án tổ chức giao thông, luồng xanh vận tải, vị trí các chốt kiểm soát. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9. Trong những ngày vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông trong quá trình tuần tra kiểm soát liên tiếp phát hiện xử lý ba lái xe có hành vi dừng đỗ xe để đón trả khách trên cao tốc nội bài Lào Cai. Cụ thể khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 8, trong quá trình làm nhiệm vụ tại km 221 300, tổ công tác tuần tra cơ động cục cảnh sát giao thông bộ Công an phối hợp cùng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 29H45201 do lái xe Đỗ Hồng Minh sinh năm 1967 trú tại gia Lâm Hà Nội điều khiển đang dừng đỗ xe để thả hai người trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Tổ kiểm soát dịch xã Gia Phú huyện Bảo Thắng và lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 19A32611 đang có hành vi dừng đỗ thả 3 người trên cao tốc nội bài Lào Cai. Tiếp nữa, khoảng 9 giờ 55 phút cùng ngày, Tổ công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực trạm thu phí IC16 cao tốc nội bài Lào Cai phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 16M 3878 do lái xe Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1975, chú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn điều khiển, đang có hành vi chở 4 người từ Yên Bái lên Lào Cai và có ý định thả người xuống đường cao tốc nội bài Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Đó là thực trạng đã xảy ra trên địa bàn thành phố Lào Cai thời gian qua. Việc gia quân thiết lập lại trật tự này Lực lượng công an thành phố Lào Cai đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Từ đầu năm 2021 đến nay, công an thành phố Lào Cai tổ chức nhiều đợt gia quân xử lý hơn 300 trường hợp ở độ tuổi thanh thiếu niên vi phạm giao thông, xử phạt trên 500 triệu đồng. Đặc biệt, nhóm 10 thanh niên tổ chức đua xe trái phép gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng trên địa bàn cũng nhanh chóng được phát hiện ngăn chặn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cái ý thức người tham gia giao thông nói chung và cái lực lượng thanh thiếu niên mà chưa đến cái cái, cái cái tuổi điều khiển phương tiện mà có những cái hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố xử lý nghiêm những các đối với các cái trường hợp thường xuyên lạng lách đánh võng phóng nhanh trên các tuyến đường tuy xử lý nhiều trường hợp vi phạm nhưng cũng cho thấy mức độ vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông ở nhóm tuổi thanh thiếu niên đang gia tăng đặc biệt chủ yếu vi phạm điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định. Điều đáng nói, nhóm thanh niên này chạy xe khi đã sử dụng rượu bia. Nhà hàng bọn em hôm nay cho nghỉ ạ, thì bọn em uh, mở nốt tiền là đi ăn uống với nhau họ. Trước khi tham gia giao thông thì em có uống một hai chén rượu. Và đây là những hình tuần tra của cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông công an thành phố lào cai. Nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông đã được lực lượng công an kịp thời ngăn chặn và xử lý trong đó các trường hợp vi phạm ở mức nghiêm trọng phần lớn đều ở độ tuổi thanh thiếu niên. đối tượng tham gia đua xe lạng lách đánh võng là tính chất rất nguy hiểm có thể gây tai nạn giao thông cho người tham gia giao thông bằng các biện pháp nghiệp vụ của công an thành phố. Chúng tôi đã tổ chức chốt chặn, vây bắt và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, chúng tôi đã tổ chức vây bắt thành công hai nhóm đối tượng tổ chức đua xe lạng lách đánh võng. Tình trạng vi phạm luật an toàn giao thông trong giới trẻ vẫn diễn biến phức tạp. Bởi vậy, các lực lượng chức năng cần có chế tài nghiêm khắc để giáo dục, xử lý gian đe, từng bước giảm thiểu vi phạm, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.